Hey, mình xin chào bà con và các bạn nha. Thì hôm nay giấc trưa mình lát mình cũng nghỉ trưa tranh thủ xuống trại bò của anh Thi. Mình quay giùm ảnh bán mấy con bò cho bà con. Thì ảnh cũng mới bắt về mấy con bò B cũng rất là đẹp. Thì bò này cũng bò lở thì mà bà con xem có con nào được thì bà con mua thì liên hệ với ảnh nha. Thì trại bò của ảnh thì chút xíu mình để địa chỉ cho bà con xem luôn. Thì đây có mấy con bò B, giờ mình mời bà con xem nha. Đây là con bò bê thứ nhất cho bà con. Thì con này thì có giá là 25 triệu. Đây để mình quay chi tiết từ đầu cho tới mình chân cẳng luôn cho bà con xem. Này bà bê bông nha bà con, nhưng mà cái bông thì ít, cái bông nó dưới ở dưới bụng thì thôi, chứ trên mình thì đen nè. Hả? Đây cái dàn đùi đây bà con. Đó. Con này 25 triệu nha bà con. Thì mình quay tiếp đây một con nữa. Con này rất là cao nha. Con này cũng bao bê bông luôn nha bà con. Con này thì bò lở. Con này thì có giá 30 triệu, con này rất là dài đòn. Xương sóc thì to, cao. Đó. Con này thì 30 triệu nha bà con. Đây cận cảnh này nó thấy mình quay nó khoái, nó quay lại nó dòm luôn nè. Con này 30 triệu. Cái con này 29 triệu nha bà con. Cái này đuôi thì bình thường thôi chứ không gì nha, cái đuôi vẫn bình thường chứ không phải là nó bị đứt đuôi nha bà con, tại nó bị con kia nó đạp mới đứt cái lông thôi, cái đuôi nó không có bị vấn đề gì hết. Thành ra nhiều mình không nói bà con nhiều khi tưởng cái đuôi nó bị đứt, nó bị đạp hồi nhỏ rồi. Nghe cái người chủ bán nói với anh thì nó bị đứt nhỏ, nhưng mà mình kiểm tra thì chỉ đứt cái lông không à, chứ cái đuôi hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Đây con này 29 triệu, này cũng bò lở nha con. Đây xương đây, này ba bê. Đây cái gì dần đít cái đây. Đây dần đầu của con 29 triệu. Đây có con kem nha bà con. Đậu phụ. Này con này 30 triệu nha bà con. Đây xương cối to luôn. Đây dần đít đây. Bò này anh mới dẫn về, anh chưa có cho ăn gì, anh mới mới đem về rồi mình xuống mình quay làm ảnh, chưa có ăn uống gì hết. Giờ đây có một con cá xiên nha bà con, cá xiên này cá xiên tơ thì tuổi đời chắc khoảng 11 tháng tuổi à. Thì con này là giá 22 triệu nha bà con. Con này màu lông thì cũng đẹp, đuôi dài nè. Bà con nào có muốn nuôi sinh sản thì mua con này để làm bò sinh sản. Thì đây có hai con ngé. Hai ngé này cũng hai ngé cái luôn. Hai con ngé này có giá là 29 triệu. Một con 14 triệu và một con 15 triệu. Cái con sù này 15 triệu nha bà con. Con này 14 triệu tại bà chủ vườn người ta nuôi, người ta bỏ bê, bà con thấy cái con bò cũng biết nó như thế nào rồi nè. Mình mẩy cái nè. Hai con này hai con kem không. Hai con này là 29 triệu. Rồi cái con cái tơ này là 22 triệu. Đó. Cái đầu con cái tơ rất là đẹp nha bà con, rất là cục. Cục như bò đực luôn á. Bà con nào có muốn mua bò cái gì nuôi sinh sản thì để mấy con này, còn muốn mua bỏ mấy con bò kia về nuôi vỗ béo thì xem mấy con kia. Bà con nào có nuôi thì xem
cho vui ủng hộ mình thì mình rất cảm ơn nha. Đó. Thôi video mình đến đây kết thúc nha, mình xin chào bà con, thì cảm ơn bà con rất là nhiều. Bye bye bà con nha.